nhiều khách hàng đến chị ba của em á, hỏi là có khách muốn trẻ mãi mà không già thì em phải làm sao đó cô? Đơn giản mà, chúng ta đưa cho khách hàng vào những cái phác đồ trẻ hóa làn da. Ví dụ như khi khách hàng nói là ừ con ơi, cô muốn cái làn da cô nó trẻ hoài, cái gương mặt cô nó trẻ hoài, chúng ta xem coi cái nền da có đang có bệnh lý hay không. Nếu nền da đó đang có bệnh lý mà người lớn tuổi thì đương nhiên phải bị lão hóa, mà lão hóa sẽ có đốm tàn nhang đồi mồi nám, đúng không? Khi mà chúng ta giải quyết hết những cái tình trạng nám tàn nhang đồi mồi đó thì làn da khách hàng sẽ trẻ hơn. Bên cạnh cái việc loại bỏ những cái tế bào già cỗi, những cái sắc tố ở trên làn da thì nó cũng làm cho cái làn da gì được trẻ hóa, bởi vì loại bỏ những cái lớp sừng rồi, cái tế bào sống được tăng trưởng lên, da khách được căng, được mịn, hàng rào bảo vệ da nó cũng được dày lên, nó trở lại cái hệ sinh thái tự nhiên. Và bên cạnh sau khi chúng ta điều trị hết những cái đó rồi thì đưa vào những cái hoạt chất làm trắng được không? Và chúng ta sẽ có những cái chương trình ưu đãi nào tặng cho khách hàng? Tim meso, tim bap hay là ứng dụng những cái máy công nghệ cao như là Utherapy hay là RF? Khi em tham gia vào khóa học chuyên sâu tại Sapphire Beauty Academy thì tất cả những cái bước trẻ hóa đó em đều được học và em đều có thể trở thành một người lành nghề để giải quyết những cái thắc mắc trẻ hóa của khách hàng. Và ở đây chị cam kết, chúng ta học là sẽ làm được, và những dịch vụ em học ở đây sẽ mang về ứng dụng tại spa của em. Đơn giản thế thôi, Cảm ơn mọi người đã theo dõi video, follow Bích để có thêm nhiều kiến thức về ngành spa nha.